mở rộng điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm có knockout được Tổng Trọng hay không? Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giới chuyên gia cho rằng thậm chí nó còn giáng một đòn rất mạnh vào nền kinh tế của Việt Nam. Không chỉ vậy, chiến dịch đốt lò còn khiến cho bộ máy nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng bị tê liệt. Bởi quan chức lo sợ bị cuốn vào những bê bối, tương tự vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB của đại gia Trương Mỹ Lan. Báo Dân Trí cho biết dự kiến vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 3 năm 2024. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hãng tin quốc tế mới đây trong một bài bình luận liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã đánh giá rằng bà Lan là một đại gia bất động sản và đây là vụ lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Đồng thời nghi ngờ rằng rất nhiều ngân hàng khác ở Việt Nam có thể cũng đang làm tương tự như bà Trương Mỹ Lan, nhưng ở mức độ thấp hơn. Đáng chú ý, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan và một số lãnh đạo của ngân hàng SCB đã hối lộ cho đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ đến thanh tra ngân hàng SCB, và tất cả 18 thành viên trong đoàn này đều nhận tiền hối lộ để thay đổi kết quả thanh tra cũng như che giấu sai phạm của ngân hàng này. Riêng cá nhân trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đưa ra một thắc mắc với đáng chú ý: vì sao Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có thêm các quan chức chính phủ hay ngân hàng nhà nước nào bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm liên quan? Những diễn biến vừa kể trên diễn ra trong thời gian trên mạng xã hội xuất hiện những đồn đoán. Theo đó, vụ án này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Trọng sẽ không điều tra sâu hơn về trách nhiệm của ngân hàng nhà nước cũng như giới chức chính phủ. Theo giới phân tích, quy mô và mức độ tham nhũng của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan lớn tới mức đã khiến Bộ Công an Việt Nam phải mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án này, bởi đây là vụ án có số lượng bị can, người và tổ chức liên quan quá lớn. Ông Bộ trưởng đầy tai tiếng của Việt Nam Tô Lâm. Theo đó, số tiền mà bà Trương Mỹ Lan biển thủ sau đó đem đi đầu tư mua gom bất động sản trên cả nước và chuyển một phần không nhỏ ra nước ngoài. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng, rồi bán cho trái chủ để huy động tiền với mục đích lừa đảo và chiếm đoạt của nhà đầu tư. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh như tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt ở mức cao nhất lên đến tử hình. Kết luận điều tra của Bộ Công an cho biết bà Lan đã thao túng rút ruột ngân hàng SCB, gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy. Cụ thể, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67.000 tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi. Ngoài ra, bằng cách lập các hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 304.000 tỷ đồng, tức là khoảng 12,5 tỷ đô la. Công luận Việt Nam đặt câu hỏi, vì sao và lỗ hổng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành suốt thời gian dài đến như vậy mà không bị phát hiện? Bất chấp những cảnh báo từ nhiều năm trước của truyền thông nhà nước Việt Nam, nhưng vụ án Vạn Thịnh Phát vẫn không được chính quyền quan tâm điều tra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc Lê Thanh Hải, người có quan hệ đặc biệt với bà Trương Mỹ Lan. Cũng như dư luận thắc mắc rằng, bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan có thể sử dụng tiền lừa đảo để mua và sở hữu tới 156 bất động sản, đa số là công sản thuộc sở hữu của nhà nước, tức là của nhân dân Việt Nam, ở những khu vực đắt tiền trung tâm quận 1. Chắc chắn bà Lan phải có các mối quan hệ với giới chức chính trị cấp cao trong đảng, không loại trừ khả năng bà có dính dáng đến quan chức cấp cao nhất trong ban lãnh đạo của đảng. Tại sao các sai phạm mang tính hệ thống của bà Lan và Vạn Thịnh Phát có thể kéo dài tới 20 năm như vậy? Vậy mà không bị cơ quan chức năng phát hiện kịp thời để xử lý nhanh và sớm hơn. Nếu có thể phát hiện sớm thì số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó có tiền gửi, tiền mua trái phiếu của khách hàng lên tới 500.000 tỷ đồng, sẽ không bị thất thoát toàn bộ như hiện nay. Theo giới phân tích, đây là một vấn đề được cho là hết sức nhạy cảm, mà ban lãnh đạo Hà Nội cũng hết sức tránh né, thậm chí không dám đối diện với sự thật. Điều đó được đánh giá là những quả bom tấn
có thể làm rung rinh chế độ ở Ba Đình hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin mở rộng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm có hạ gục được Tổng Trọng hay không. Cuộc đua chức Tổng Bí Thư, Tô Lâm và Phan Đình Trạc đang ăn miếng trả miếng. Việc Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng thoát ẩn, thoát hiện và ẩn nhiều hơn hiện đã làm cho vấn đề người kế nhiệm chức Tổng Bí Thư trở thành một chủ đề rất quan trọng. Không chỉ là quan trọng với tâm của người công luận mà còn là vấn đề của các ứng viên và phe cánh của họ trong nội bộ của Đảng. Tổng Trọng bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc hội kỳ họp bất thường của Quốc hội ngày 15 tháng 1 sau hơn 3 tuần mất dạng. Giới thạo tin cho rằng sự xuất hiện đó là theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thủ lĩnh của phe Nghệ An, Hà Tĩnh. Ông Huệ muốn mời Tổng Trọng xuất hiện để dằn mặt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rằng ông Tô đừng thể hiện quá lộ liễu tham vọng tranh quyền đoạt vị chức Tổng Bí Thư. Một quan điểm kỳ cục của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo Dân Trí vào ngày 2 tháng 2 thì đưa tin xử lý các đại án tham nhũng nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng. Bản tin cho biết Phó Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Văn Yên đã biện hộ cho rằng gần đây trong các phiên xét xử các đại án tham nhũng, dư luận cho rằng Đảng giơ cao đánh khẽ đối với các quan chức tham nhũng của Đảng. Ông Nguyễn Văn Yên nói rằng nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng mà đảm bảo xử lý đúng bản chất của vi phạm, xử lý công khai, không úp mở, không giấu giếm, không có án bỏ túi. Đồng thời, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cũng nhắc lại rằng chủ trương xử lý nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng. Đối với quan chức tham nhũng là việc làm theo lời chỉ đạo nhân văn, nhân ái, nhân tình của Tổng Bí Thư Trọng. Theo giới phân tích, hành động vừa kể trên của Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên là hành động mang tính chất biểu dương lực lượng của phe Nghệ Tĩnh. Phe này do ông Phan Đình Trạc trên cương vị trưởng ban nội chính Trung ương, kiêm phó trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng và tiêu cực dẫn đầu, và Tổng Trọng đứng trên cương vị tổng chỉ huy. Điều đó có liên quan gì đến các phản ứng mới đây của ông Bộ trưởng Bộ Công an trong việc đã hướng mũi dùi vào ông Trần Tuấn Anh, cựu trưởng ban kinh tế Trung ương, vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho nghỉ hưu sớm trước tuổi 60. Phó Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Văn Yên trong một cuộc họp báo. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, khi báo chí đặt câu hỏi về tiến độ điều tra một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá vật tư, thiết bị điện, có những vật tư được nâng giá lên tới 300%. Đó là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Việc phe Nghệ Tĩnh đưa ông Nguyễn Văn Yên, người phát ngôn đại diện cho Ban Nội chính Trung ương ra mặt đối đáp với người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô, theo giới quan sát là việc có tính toán của ông Phan Đình Trạc, mục đích chuyển đi một thông điệp phe Nghệ Tĩnh là người đang làm chủ cuộc chơi, đó là điều không thể đảo ngược. Gần đây có những đồn đoán liên quan đến mối bất hòa giữa trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc, một người trong những lãnh đạo chủ chốt của phe Nghệ Tĩnh, cánh tay phải của ông Trọng, với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giới thạo tin tiết lộ, trước sự lộng hành của ông Tô Lâm, Tổng Trọng đã tiết lộ những nhân vật thân cận rằng ông rất muốn đưa Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, về thay thế cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm trước khi ông Trọng nghỉ hưu. Trong lúc tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Thứ trưởng Bộ Công an là một đồng hương và là người cách đây được Bộ trưởng Tô Lâm tin dùng, nhưng đến nay ông Ngọc đã quay xe, chuyển sang phục vụ trong Phan Đình Trạc để chống lại ông Tô Lâm. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, tướng Nguyễn Duy Ngọc vừa được phong quân hàm thượng tướng. Đó là chưa kể sau khi xuất hiện những đồn đoán về việc Tổng Trọng chắc chắn sẽ nghỉ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã mở quá nhiều mặt trận để tấn công hầu hết các ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng Bí Thư. Điều đó đã vô tình thúc đẩy các phe nhóm khác buộc phải liên kết lại với nhau để mà đáp trả ông Tổ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một nhân vật được đánh giá là có tham vọng chính trị rất lớn. Mới đây đã xuất hiện các tin về việc đua vào vị trí thay thế trong Tổng Bí Thư giữa Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại tướng Quân đội Phan Văn Giang, và lợi thế đang nghiêng về bên quân đội. Theo đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang đang nhận được sự ủng hộ của đa số trong tổng số 16 ủy viên Bộ Chính trị còn lại hiện nay. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm đã và đang biến bạn thành thù, và với tham vọng leo cao thì rồi sẽ ngã đau là điều khó tránh khỏi.
chúng ta hãy cùng chờ xem sự thất bại của Tô Lâm trong giai đoạn nước rút sẽ diễn ra như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Cuộc đua chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm và Phan Đình Trạc đang ăn miếng trả miếng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.